bạn mọi người xem ha. Cây 93 và cây máy kéo đang lên phà các bạn. Phà bằng cây nha các bạn ơi. Và tới cây 93. Đi phà bằng cây. Máy này còn hàm riêng luôn nha các bạn. Cây này chưa lên hàm nha. Còn hàm 2 mét luôn. Wow. Bãi này lên ngon quá các bạn ha. Vừa ấn luôn. Đây. Rồi chuyển ra tút đằng kia đó. Cái này cũng mà 3-4 lớp à. Như muốn hết bố gì lái nó không ăn không. Muốn hết bố gì lái nó không ăn không. Ghê vậy. Trời. Lặn máu luôn hả? Trời. Kia gà chưa? Qua ra bữa rồi kìa. Đang bỏ qua tàu gì đó các bạn ơi. Rô này cũng nhỏ các bạn, cũng gọn quá nè. Rồi, 93 đang rồi. Đang chỉnh cho chúng mình qua cầu nha. Rồi, tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Hai máy cắt lúa Kubota DC 913 nha các bạn. Wow, cái vườn chà bá luôn. Nó ngay đất ở đây nước không nha các bạn ơi. Đây là cây DC 913. Cây này còn riêng nha. Để hầm riêng luôn các bạn ơi. Cây này nghe anh chủ nó cũng mới mua chạy có mấy ngàn giờ vậy đó. Anh tới 2 cây á. Còn cây kia nữa lên hàm DC 95. Cây kia như cũng đang chuẩn bị lên đây luôn đó các bạn. Đây thêm một cây DC 70 Blue 2018.
đang chạy chung vậy là đây chạy 3 cây luôn á, nhưng mà hiện tại chạy 2 cây nha. Nghe nói cây kia chút nữa lên đó các bạn ơi. À, giống ở đây là đang chạy giống GT ST mà chạy phao quá luôn các bạn. Chung với giống này cũng nặng máy lắm ha. À, cây này hôm qua chạy thấy hử quá, bữa nay chạy ngọt quá nè các bạn. Quá trời đã luôn. Hai cây cây nào cũng phao hết. Cây 70 Blue 2018 thì nó ok rồi. Nói chung dòng 2018 và 2019 hai dòng này dòng nào chạy cũng phao hết. Đây nè, giống GT các bạn biết là cao lắm, dàn lúa nó dữ dằn mà hốt có thấy bựa đâu các bạn ơi. Chạy thấy mê không? Thôi chạy kìa. Giá thành lúa ở đây như mình nghe nói cũng đâu 7.500 các bạn, 7.500 7.600 đỡ lắm, cũng có giá đỡ cho bà con. À, thời đúng mà hự. Trong dòng này dòng CRV chạy ok luôn, phào lắm, rõ hơi các bạn nghe. Lúc nào nghe cái hơi nó cũng dư máy. Nước không. Và 93 đang vượt xuống. Trong vuông tôm ở đây người ta để nước chứ không có bơm khô nha các bạn. Làm như đất người ta nó hơi dẻo đó, người ta không dám bơm khô. Bơm khô sợ dẻo tắt không được. Wow, cây DC93 nó chuyển đi luôn mà vậy đâu có lên đây đâu trời. Vậy là chuyển đi chỗ khác à. Yếu rồi, có 2 cây chạy các bạn. Tưởng 3 cây chạy luôn ai về đâu có 2 cây à. Vào vào hả? Lút hút gào gạo chảy. Nghe hơi nghe đã, lên hơi nghe sướng các bạn. Tưởng có cây kia nó 3 cây lên chạy cho đã các bạn ha. Mấy cây này cũng mới chát luôn á trời. Mới chạy có mấy giờ mà mấy cái nó chuyển vô.
kéo cái chuyển vô rồi chạy qua lên cầu luôn nha các bạn, qua cầu luôn á. À, giống người ta dàn lúa này giữ gì chứ, tính ra cắt này cũng sâu chứ đâu cắt cạn đâu các bạn đâu. Để đi mấy luôn. Wow, để mình có thể